Các bạn thân mến, hiện nay mình đang cầm trên tay tại đồ chơi di động.com, đó là cái ốp lưng dạng dẻo trong siêu mỏng dành cho chiếc điện thoại Xiaomi M4. Đây là chiếc lưng rất là mỏng và nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được máy an toàn từ phía mặt sau cũng như là bốn cái cạnh như thế này. Bởi vì các bạn như thấy trên màn hình thì nó nhô cao lên, nó làm luôn cái phần mà bảo vệ cạnh cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn là an tâm. Chúng ta chỉ cần kết hợp thêm miếng dán cường lực nữa là hầu như chiếc máy chúng ta được bảo vệ 360 độ rồi. Đây là phần phía sau, chừa chính xác cái chiếc máy của chúng ta, phần cụm camera. Đây là phần dưới chừa ra cho cái chân sạc của chúng ta. Còn phía trên là cổng tai nghe. Và đặc biệt là mặt trong của nó thì các bạn thấy là nó là cái phần những cái hạt li ti nó chống hấp hơi nước ở trong này, thì nó giúp cho hơi nước khi có hơi ẩm trong này nó sẽ thoát ra ngoài một cách dễ dàng và nó sẽ không làm cho dính bệt vào trong cái lưng máy. Chiếc lưng này nó rất là dẻo và chúng ta có thể bóp một cách thoải mái như thế này, và sau đó chúng ta buông tay ra thì nó sẽ trở lại hình dáng ban đầu rất là dễ dàng, về cái độ đàn hồi của nó khá là tốt. Với chiếc lưng này thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm hơn trong lúc chúng ta sử dụng máy, và đặc biệt là chúng ta cầm máy một cách thoải mái hơn và dễ cầm hơn bởi vì nó bám tay. Và đặc biệt là nó sẽ giữ được cái độ mỏng của máy, bởi vì chiếc ốp lưng này rất là mỏng và hoàn toàn trong suốt. Hầu như là chúng ta sẽ không thấy cái máy chúng ta nó có cái sự thay đổi gì đáng kể sau khi chúng ta sử dụng chiếc ốp lưng này. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc ốp lưng dẻo trong siêu mỏng dành cho chiếc điện thoại Xiaomi M4 của địa chỉ di động.com thực hiện. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.